trang bị siêu sóc đam, đảo ganh thần tốc cực áp lực cho rác, đây là bản ngọc và phù hiệu ma chú, khi ta đánh thường hoặc dùng chiêu đủ 3 lần lên tướng địch thì sẽ nổ đam gây ra một lượng sát thương giúp sóc đam tốt hơn. Còn đây là build đồ siêu sóc đam, khi anh em lên hết độ thì quay lại mua hoàn chỉnh, mặt nạ ma quái thành trưởng hỗn mang nhé, nếu team kia có tướng hút máu mà xanh quá thì hãy đổi sách thánh thành sách truy hồn. Chơi rác anh em cần chú ý, đầu game rác rất khỏe, nên cần đảo ganh liên tục, có thể vô rừng phá nó để tạo áp lực. Khi combo chiêu, cần phải đá trúng chiêu 2 trước, để giảm giáp phép của kẻ địch rồi mới tung combo nhé. Nếu địch còn thấp máu thì khỏi cần. Đây là combo cửa lòng, anh em sử dụng ulti về một hướng xong, anh em kéo nút di chuyển về hướng ngược lại, kết hợp với nút đánh thường, sẽ làm được combo này nhé. Chúc anh em thành